Làng thổ cẩm Lùng Tám được bao quanh bởi muôn trùng núi đá Tai Mèo của huyện Quản Bạ. Lùng Tám không chỉ nổi tiếng ở vùng cao nguyên đá Hà Giang mà còn cả vùng Tây Bắc với kỹ thuật dệt lanh, vẽ sáp ong của người Mông được lưu truyền từ hàng trăm năm nay để cho ra đời những tấm vải thổ cẩm rực rỡ sắc màu. Công đoạn mà mình tạo cái con mắt cho nó, tại vì khi mà nó không có con mắt thì nó sẽ không mở được ra và mình sẽ không đưa được con thoi vào. Với lại cái lúc dệt thì mình phải kết hợp cả chân lẫn tay, nên là mình cần phải làm chân với lại tay phải nhẹ nhàng thì mới dệt được tấm vải. Các công đoạn để làm ra một tấm thổ cẩm truyền thống của người Mông ở Lùng Tám đều là thủ công và những nguyên liệu thiên nhiên. Sự cầu kỳ đó như càng tôn thêm giá trị vẻ đẹp của một sản phẩm thổ cẩm được du khách nước ngoài đặc biệt yêu thích. Cái công đoạn làm ra một cái sản phẩm thì là có 41 công đoạn. 41 công đoạn là từ khi làm đất, tra hạt ở đất thành cây, thành hàng hóa. Thì là bóc tách sợi, nối sợi, nấu sợi, quay sợi, diệt sợi. Và làm thành vải rồi thì có phải giặt trắng đi, xong nhuộn đủ các màu để làm ra. Từ Lùng Tám, thổ cẩm trên mảnh đất Hà Giang đã vươn mình ra thế giới. Năm 2016, kỹ thuật trồng lanh và dệt vải của người Mông ở Lùng Tám đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.